Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip đi chôn rừng đối phương. Và điều đặc biệt thì hôm nay mình sẽ chôn đó chính là vị tướng Triệu Vân. Hôm nay mình sẽ sử dụng vị tướng đó chính là Ngộ Không để mình chôn rừng đối phương nhá. Đấy, thì rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm clip về vị tướng Ngộ Không lên phép. What the fuck phép? Tại sao lại phải lên phép nhỉ? Đấy, lên phép thì làm sao có sẽ... Úi dồi ôi, mới vào đấy. Đập cho một gậy này, một ca đam này. Rồi, mình nói thật cho bạn nghe một câu ấy, mình không cướp bạn thì thôi, bạn đừng có hỏng mà cướp được rừng tớ. Đấy, nhưng mà điều đặc biệt thì trận này hôm nay, trận đấu ngày hôm nay mình sẽ đi cướp rừng bạn, cho bạn khóc tiếng Thái luôn. Đúng rồi, bắn đi. Một gậy này trừng trị lại cái lên cấp 2 nhảy qua bên này đi về này. Đấy, ngon lành cạnh đào ngay. Cái gì đây, anh Thu, anh làm gì vậy? Anh làm cái trò gì vậy, nhảy qua bên này rồi sao? Anh muốn làm gì nhau? Đấy, chuyện đâu còn có đấy. Chị chó đã có mắm tôm, anh cứ phải lo nghĩ nhỉ. Ôi Ginu kìa, ui sợ ơi Ginu này, ui sợ ơi này, thì Ginu này mình đập như vậy mà mình không ăn là thế nào vậy? Tại sao bạn là người khác ăn là thế nào vậy? Đấy rồi thì mình sẽ tiếp tục đi chôn rừng đối phương nhá. Mình sẽ không ăn rừng nhà mình nói thẳng luôn. Đấy, đã gọi là clip đi chôn rừng mà của đối phương mà, mình phải làm cho em bạn gọi là khóc luôn. Đấy, ghê gớm chưa? Mọi thấy mình có mạnh mẽ không? Có đẹp đẽ không? Không sao, rừng mình cứ bỏ mặc nó. Đi qua bên này, qua bên này, đâu rồi? Anh ơi, úi xây ơi, chừng chi. Tuyệt vời, ui dồi ôi, em bạn nó cứ đứng cả bầy cả đàn vào giúp rừng như thế luôn mà mình vẫn cướp được. Có thể nói cái sự gọi là tính toán của mình nó không phải là dạng vừa nữa rồi, mà nó gọi là quá chất rồi, quá tuyệt vời. Cái gì đây? Đồng đội của bạn đã rời đi. Ô, chuyện gì vậy? What the hell? Bùa. Ui trời ơi, cái đầu phong bạn dám ăn cái mùa trước mặt tớ ạ. Này thì trừng trị này, đập nó luôn đúng không? Đập nó luôn em ơi, hấp diêm nó luôn này, sợ gì nó. Ôi, nó chạy rồi, về. 36 kế. Cho bạn ấy một gậy vào đầu này, về bạn ơi. Thôi xong bạn rồi. Thôi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Vâng, thì mình rất là tiếc nhưng mà phải đành bỏ mặc bạn ở lại. Mình không thể giúp bạn được nữa rồi. Tại vì sao? Tại vì team bên kia nó quá đông và hung hãn trong pha vừa rồi. Vâng, tàng hình vào, ăn con mùa xanh. Anh John anh đang ăn rất là tuyệt tình. Này thì ăn mùa này, úi giời ơi. Cho một gậy vào đầu luôn bây giờ đây này. Lại được cái bùa xanh bùa đỏ. Vậy là anh Triệu Vân, anh không biết mùi vị cái bùa nó như thế nào. Thật là tội nghiệp quá. Này nữa. Không biết mùi vị bùa, lại còn phải bỏ mạ. Thế nó mới sướng sướng. Chạy đi. Xong rồi, tớ xin lỗi cậu nhá. Tớ xin lỗi cậu, tớ không giúp được cậu rồi. Tớ chỉ giúp được cho mình thôi. Đẹp thế nhở, tự dưng chết queo. Nhưng mà hiện tại thì tớ rách cho mình bản đấy AFK. Oh man, hình như là team mình nó AFK rồi mọi người ơi. Rách AFK rồi. Ôi trời ơi, mình tính ti tròn rừng đối phương tròn như thế luôn. Thế mà cuối cùng bây giờ ông trời ông phạt mình hay sao á. Cứ mỗi lần mình đi tròn rừng là team mình nó AFK như thế này. Thật sự là mình rất là chán luôn ý. Mày chơi game cái gì mà nó AFK mít thế này này. Cho em xin con bùa chơi. Ừ, con bùa được rồi. Cái gì vậy? Hả? Anh muốn làm gì? À, ui ôi, do nó bắn nhìn mình tét đầu mất thôi. Này thì chạy này, mình chỉ giả bộ thế thôi. Mình sử dụng chiêu 2 qua bức tường rồi bạn chả làm được gì mình đâu. Rồi, thì nói thẳng một câu như thế này. Lúc đầu thì mình có ý định để chôn rừng đối phương, nhưng mà tính đến hiện tại thì team mình bây giờ nó đã AFK mất một người rồi. Vậy là hiện tại team mình chỉ có 4 người thôi. Mà 4 đánh với 5, bây giờ chắc là mình sẽ không cái tiếp tục cái công việc của mình, đó là đi chôn rừng đối phương được nữa rồi. Tại vì mình không muốn làm clip mà thua ấy. Vì thế nên mình quyết định bây giờ mình sẽ đi ăn rừng nhá. Mình sẽ đi gánh team nhá. Chứ bây giờ mình đi chôn rừng chắc chắn là thua thôi. Team bên kia nó hơn một người, trời ơi là trời. Ái trời trời, ôi đâu vậy? Thầy John anh bắn đầu thế. Trời ơi ngon. Mạnh mẽ đẹp đẽ, được triệu like. Tuyệt vời. À, căng quá mọi người ạ. Thật sự là rất là căng luôn. Tại vì bây giờ team mình chỉ có 4 người thôi. Mà 4 đấu với 5 thì hy vọng thì bạn rách bạn ấy chui vào mới thắng được. Chứ nếu mà 4 đánh với 5, cuối trận nó rất là yếu. Bên kia nó hơn người ấy, nó combat một phát là team mình chết ngay.
kệ, không sao không sao không sao. Đấy mọi người thấy lúc đầu mình đi mình phá rừng đối phương không? Rừng tam mạn không ăn được con bùa nào luôn, không biết mùi vị bùa xanh nó gì luôn à, hay bùa đỏ nó màu gì luôn. Cho bạn chết này, eo nó chém mình kìa. Ôi mẹ ơi làng nước ơi, ôi nó chém em một cái em gần đứt ra trời luôn rồi. Sợ quá sợ quá. Nó chém một phát gần đất xa trời luôn. Khiếp hồn. Cái đầu phộng mạnh vãi cả lều ra. Không tính ra con A Thu đấy nó mà solo với cả cái tướng Ngộ Không này thì nó chặt một phát Ngộ Không chết. Thật sự luôn, một combo thì có khi Ngộ Không gần đi. Nhưng mà nó nhiều máu thì mình mới sợ thôi. Úi giời, nửa cây máu như thế này thì đập bạn chết này. Hư nè, hư nè, hư nè, hư nè, hư nè, hư nè. Chết anh nè, hư nè. Đó, thấy chưa? Nửa cây máu là mình ăn ngay. Ngon. Ngon lành cành đào ngay. Ơ mà sao tem mình bây giờ nát hết nhà rồi này, khổ quá chứ. À, căng quá. Mình sẽ lên cho nó cái cây không có hút máu. À, cái nick này bảo Ngọc không có hút máu thế mới căng chứ. Mình sẽ lên cho nó cây phức hợp kiếm trước nha mọi người. Để kiếm cái hút máu để ăn rừng cho nó hồi máu được ấy mà. Ủa ôi do nó bắn nhỉ, sao nó bắn chuẩn phết nhỉ, nãy giờ bắn mình mấy lần rồi đấy. Có bắn chiêu cuối trúng người mình không? Phước hợp kiếm đâu? Đây. Rồi ok, mình đã lên được cây phước hợp kiếm rồi đây. Lúc trước thì ở cái mùa đầu ấy thì mọi người chơi Nakaroth hay Violet mọi người toàn lên quỷ kiếm thôi. Nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại thì quỷ kiếm chả ai lên hết trơn. Không có trận đấu nào mình thấy một người nào lên quỷ kiếm. Không có vị tướng nào mà cần thiết phải lên cái món đấy. Tại vì bây giờ người ta có bảng ngọc sẵn rồi, người ta chỉ cần có 10, thêm 10% hút máu nữa. Ví dụ như cái cung truy hồn, cái cung bão tố chẳng hạn, thì họ sẽ hút máu được 20 mấy% rất là nhiều. Không cần phải nhất thiết phải có cái quỷ kiếm nữa. Vì thế quỷ kiếm bây giờ giống như là một món phế vật. Có chuối anh ơi, anh ơi, anh Gión ơi, em là em thấy anh rồi đó. Em là em thấy anh rồi đó. Bây giờ anh ngon. Cái gì vậy anh? Úi trời ơi men. Ngon. Ồ, hai, úi xời, hai đánh một, không chột cũng què. Chạy này, hư nè, hư nè, hư nè, hư nè, hư nè. Úi trời, mình đi đuổi A Thu hết cái đuổi theo cái con kia. Chỗ Vân khốn nạn. Mình thì cứ đuổi theo A Thu thì nói cứ đuổi theo con Alex cho mình. Hài vãi cả lều đó. Buồn cười cái ba đấy ghê. Mình cứ đuổi A Thu đường này, A Thu nó cứ đuổi theo con Alex. Trông nó buồn cười làm sao á. Thế quá, trận này em mình mặc dù hơn mạng nhưng mà không ăn được cái trụ nào. À, này, đây, dồi ôi. Đúng là quả báo mà, thấy không? Cái giá phải trả nó quá đắt. Cứ mỗi lần mình vào chôn game cái định mệnh nó lại AFK. What the fuck, tại sao vậy? Thiệt tình mình chả nó biết làm sao luôn. Cứ mỗi lần mình vào chôn game, hôm trước mình vào chơi cái con gì nhỉ? Mỗi hôm qua hôm kia gì ấy. Chơi con cái gì đấy. À, cuối cùng thua sấp mặt luôn. Thật sự đôi lúc mình cảm thấy khá là buồn ấy, như cái này người ta gọi là cái giá phải trả nó quá đắt mọi người ạ. Không biết bây giờ mình có nên tiếp tục làm những clip về chôn rừng đối phương không nữa. Chứ bây giờ mình cứ làm clip chôn một cái, cứ đi vào trận phát định mệnh là AFK. Mèo hiểu được tại sao luôn, buồn lắm. Mọi người thấy có buồn không? Hay à. Để mọi người xem clip thì nhìn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình với nhá. Buồn quá. Buồn quá, ra đập bạn Vương Hương một phát coi. Ơ, chết rồi à? Ngon. Không biết có gánh nổi tem này không nữa, 4 đến 5 đấy. Mình sẽ cố gắng farm rừng nhanh nhanh một chút để mà có đủ sức khỏe để mà chiến đấu với cả tem bên bạn. Cố lên. Hấp diêm tem nó nào. Phụp chát. Thì tất cả những comment của mọi người thì mình đều đọc hết. Một số bạn mình thấy các bạn kêu không phun phép. Mình thấy cũng không, mà nếu mà lên giáp thì được, chứ nếu mà lên phép thì nó rất là phế. Mà nó sẽ không có tác dụng gì luôn. Vì thế nên mình quyết định làm clip này. Đi chôn rừng đối phương tặng mọi người. Đi chôn rừng đối phương đập. Đập nó, đập nó. Nát đầu em này, em này. Hư nè, chạy thôi, chạy thôi. Cứu mạng với, cứu. Giờ không ai cứu mình vậy. Trời ơi, rồi xong, tem mình chết hết rồi. Chạy về đi bạn ơi. Rồi xong đi này, đi viện này. Hư nè. Đúng rồi, đi về. Trời ơi, nó bắn nát hàng luôn.
người nó bắn cho nát cả người luôn, thế này làm sao mà sống được. Anh quá đen. Rồi xong, vậy là trận đấu ngày hôm nay có lẽ sẽ bị tem bạn gọi là càn quét đến thời điểm hiện tại. Mặc dù hồi đầu mình đánh rất là ghê gớm, có thể nói là hồi đầu mình đã cố gắng gọi là giúp dừng, không phải cướp dừng đối phương. Chạy đi, anh chạy nào, úi giời ơi, một gậy vào đầu này, hư nè, đó, chết nè. Úi giời ơi, anh này là anh gọi là ghiên đu đúng không? Úi giời ơi này, chạy đâu, đúng rồi, bắn này, hư nè. Có bùa xanh nó hồi chiêu rất là nhanh, một gậy vào đầu, chết nè. Ai bảo cái tội bạn cứ hư hỏng làm cái gì. Đó, tem mình chết hết bên dưới rồi, ôi giời, thật là vãi cả lều. Không sao, mấy bạn chết bên dưới, mình sẽ lấy trụ đứng giữa. Ôi, trụ này đéo thế, sao lại bắn tui? Tại sao là bắn người tốt như thế này? Bạn chém ai? Bạn chém người nào đấy? Biết ai đây không? Ngộ không đấy, úi giời, cứu. Không sao, vẫn sống. Có cây phước hợp kiếm hút máu nó rất là nhanh. Oh man, come on, baby. Cái gì? Tưởng thế nào? Đuổi tớ à? Trời ơi, nhìn này à. Chiều cuối, tàng hình. Không sao. Khổ quá mấy bạn ơi, nó quá nhìn rất mặt luôn á. Cái pha đấy á, là mình tính á, là mình sử dụng cái chiêu cuối xong rồi tăng hình rồi đó, không, nó chứ không mình choáng, nó choáng mình chết luôn. Khổ thế chứ, buồn. Quá buồn cho số phận. Sau khi mà mình đã sử dụng cái chiêu 2 lừa tình ta mạng băng qua bức tường đẹp như thế luôn, cái đầu phỏng nó mới giết được mình. Khổ. Phải bình tĩnh đúng không? Mình phải bình tĩnh, không lên yếu đuối lúc này. Những lúc thiếu người như này mà mình trở lên yếu đuối thì team mình nó còn ai mà chỗ dựa bây giờ. Bạn thích chơi này. Úi giời ơi. Mình mạnh chơi, rồi lấy 2 đánh 1 hả? Úi giời ơi, sợ quá cơ. Mình cứ gọi là bông lụa. Úi giời ơi, một gậy vào đầu. Chết tươi không kịp ngáp. Ý giời ơi, làm gì nhau? Mấy bạn muốn làm gì nhau? Một gậy này anh. Úi giời ơi, đâu rồi? Đúng rồi, đập này. Thích chơi à? Cái đu nó cứ thích máu mình à? Có một mình đuổi theo mình làm cái gì? Một mình mà dám đuổi theo này. Đập này. Dùng răng chưa anh? Úi giời ơi, quét sạch đội hình đối phương luôn kìa. Trời ơi, tôi hay quá tôi ơi. Trời ơi, một mình tôi gắn hết. Mọi người thấy mình chơi con này ghê không? Úi giời, lại cứ đập cái búa đập vào đầu. Đối phương nó chỉ được mà khóc thôi, khóc tính thái đi, sống làm sao được. Quá giả, tiểu láo quá đi. Nhưng mà bây giờ, cái điều quan trọng bây giờ là team mình bây giờ nó ít người. Nếu như mà đánh về lâu về dài thì team mình sẽ bị thất bại thảm hại. Mình nghĩ chắc chắn là một điều đó là như thế. Nhưng mà sao? Kệ. Tới đâu tính tới đó, bây giờ mà mình đánh nhanh thắng nhanh thì ăn được. Úi dồi ôi, Triệu Vân kìa. Cái đầu phộng rồi, xong van heo đi luôn rồi. Anh ấy không còn răng mà ăn cháo rồi. Ô, vẫn chưa chết. Rồi, Triệu Vân ơi. Rồi, em ơi. Này thì hư nè. Triệu Vân mà to à. 3K7 đam, nó đập vào mồm như thế này thì mình sống làm sao được hả bưởi? Nó lành cành đào chưa? Từ từ bình tĩnh. Ăn cái trụ cơ nào. Úi giời. Đó, mình phải ăn trụ như thế này mới thắng được. Vâng, tem bạn đang rất là đông ở bên đường dưới. Vì vậy mình sẽ quyết định gọi là lụm lúa cái trụ bên trên của tem nó luôn. Đó. Úi giời ơi. Úi giời làng nước ơi. Thì mình cứ đi về thôi mà. Sao bạn phải căng vậy? Vãi cả trưởng, căng vãi cả. Bó tay luôn. Biết làm sao bây giờ? Như đu anh thích mẹ mình à? Anh thích mẹ mình à? Muốn chết à?
chán sống rồi chăng? Úi giời ơi, úi giời ơi, vừa làm gì nhau? Mở gan ga này, úi xôi đông thế. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh mấy ông ơi. Bình tĩnh mấy ông ơi, bình tĩnh mấy ông ơi, bình tĩnh mấy ông ơi. Úi giời ơi, úi giời ơi, cứu tôi với. Cứu tôi với mấy ông ơi. Ui giời ơi, ui giời ơi, bớ người ta, bớ người ta. Không có đường mà chạy nó cứ khổ quá, thấy không ơi. Mình mẹ con A Thu nó cầm cái kiếm nó chạy vòng vòng. Cái con Triệu Văn nó cầm cái thương nó bật chưa một nó chạy vòng vòng. Trời nó đuổi tôi chân trời góc biển. Mình mặc dù đã cố gắng sống đến mức độ gọi là già 99,9 tuổi rồi, nhưng mà không thể nào được tròn 100 tuổi. Cái đầu vòng nó chưa sợ, nó đông quá như thế này thôi. Chắc là mình thua mất. Khổ. Biết làm sao được bây giờ. Cái này người ta gọi là cái này người ta gọi là quả báo đấy mà. Cứ mỗi lần mình đi xuân game cái là team mình nó AFK. Chiêu. Cái này người ta gọi là giá phải trả của mình nó quá đắt. Đúng rồi, hay lắm. Bắn heo bắn rất là hay. Tuyệt vời. Bắn đi, cứ lên, win now, victory win now. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Nếu bạn cứ đánh nó đi, mình sẽ đẩy đường giữa. Team bên kia chết hết 3 người luôn rồi, 2 người luôn rồi. Eo chết có 2 người thôi á, hơi ít. Hơi ít so với quy định. Không có bùa xanh. À, không có bùa xanh à. Này hư này, hư nè. Hư nè. Giá phải trả nó quá đắt mọi người ạ. À, không biết bây giờ mình còn lên có lên tiếp tục gọi là cái clip về chôn game không. Cái bây giờ mình cứ đi chôn game phát định mạnh tem mình vào nó AFK. Mình méo thì hiểu được tại sao luôn ấy, tại sao ông trời ông đối xử với mình bất công như vậy luôn ấy. Cứ mỗi lần mình đi vào chôn game cái nó AFK. Chết nè. À, đập mình luôn à. Hư nè. Hư hảo gửi. Bởi hư hảo gửi. Thì mọi người nếu đã xem đến cái đoạn khúc này của clip ấy thì mọi người vui lòng nhấn cho mình một like, lượt like nhá. Và một lượt đăng ký kênh nhá để ủng hộ kênh giúp mình nha. Rồi bây giờ mọi người cũng muốn mình làm thêm những clip về vị tướng những vị tướng mà đi chôn rừng đối phương không? Nếu như hồi đầu mình đã từng làm thành công đấy. Ba con rừng, tối là bùa xanh, bùa đỏ và bùa xanh. Không có con nào hết. Vậy là team mình đã lời người rồi. Tấn công nó. Win ở đây chứ đâu, cơ hội thắng ở đây chứ đâu, cơ hội ở đây chứ đâu. Rồi ok, mình đã hạ sát được 3 thành viên tam bạn. Bây giờ chỉ còn có 2 thành viên tam bạn thôi. Vâng, Hindu anh đang rất là khỏe. Nhưng mà không có lính thì làm sao mà mình thắng được đây. Không có lính mấy cậu ơi. Không có lính nè. Đẩy lính lên. Ui dồi ôi, 4 đánh với 3. Bây giờ 3 người rồi, chỉ nó ra 3 người rồi đó. 4 đánh 3. Đập nó luôn, Triệu Vân. Quay vào, sút nó nè. Hư nè. Chạy 36 kế. Chuồn nữ cứ gọi là thượng sách. Đây. Hay lắm, bên kia chết 4 người luôn rồi kìa. Tấn công win anh em ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Cố lên mấy cậu, cố lên. Mình sẽ đẩy đường trên lên. Cố lên nào, lật kèo thành công nào. Cố gắng lên. Rồi, đẩy trụ đi. Cho mình xin con bù đỏ coi. Đẩy trụ này. Hư nè. Lính vào đi lính, đúng rồi, hay lắm lính ơi. Bụp chát. Được rồi, kèo mình nó hết rồi. Xong lên. Rồi, 3-1 không chốt cũng què. Ám bỏ gần gà thêm bạn, chết này. Hư nè. Tem mình mà lao về pha đấy có mình nữa là tem mình thắng chắc rồi đó. Tem mình nó chạy về hết chơi luôn. Khổ quá cơ. Nhưng cái áo hộ bệnh cái nhở. Không sao, pha đấy mình chết nhưng mà mình vẫn lấy được một cái trụ. Vẫn lấy được cái trụ đường trên, vẫn ngon. Thế ra hộ bệnh ha. Mình đang phân vân bây giờ mới lên món gì. Nhưng mà mình nghĩ ra hộ bệnh hơn. Chứ không bây giờ nếu mà mình lên cái món công khác thì nó sẽ... Rồi xong Triệu Vân. Rồi anh ơi, anh Vadeo ơi, đừng có chết anh ơi. Tại sao anh lại chết sớm vậy? Trời ơi, team mình thế là xong rồi. Rồi xong, Vadeo nằm xuống. Trời ơi, gửi rách nó AFK từ đầu thế này. Thôi thua rồi. Thua chưa? Có mình ra là thua chưa? Bây giờ là 3-4 ấy. Bên kia nó 4 người lận.
Hiện tại thì mình tem mình nó đẩy được hai đường, đường giữa và đường trên. Ư nè, thích chơi à? Thích chơi à? À, thích chơi à? Thích chơi à? Ô chạy 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 chạy. Ô tóc biến nó rồi. Alistair tóc biến nó rồi. Chọc nó hay lắm. Đập nó. Đập. Úi giời. Trời ơi là trời. Khổ quá, cứ đậu phỏng chờ tôi hết máu luôn rồi nè. Thôi xong rồi, xong rồi. Alistair chết rồi. Triệu Vân cũng đi luôn rồi. Bây giờ mình biết làm sao bây giờ đây? Mình sẽ cố gắng. Giờ mình về mình đầy cái máu ra, mình đập một phát ở bên kia. Cái đầu vào cái con rô nó còn bắn mình pha này, nó bao giờ mới hồi được máu đây? Hồi máu đi lên ra đi. Trời ơi là trời. Hãy xem đây, đập nó. Đập nó, xuống nó, giết nó. Ui rồi mình còn cái tao mạnh. Thôi xong. Ok bye bye mọi người. Mình khóc đây.